Mắt các bác đang nhìn thấy ở đây là cây hương vàng, hay còn gọi là dáng hương vàng. Các bác có thể nhìn thấy cấu trúc lá của cây dáng hương vàng, nó rất là tròn. Đây, nó rất là tròn như thế này. Đây. Đó. Và các bác nhìn. Xin kính chào bà con, chào các bác. Hôm nay là em Biên có thời gian quay trực tiếp cho các bác xem hình ảnh thực tế và làm một video phân biệt cho các bác về cây dáng hương huyết và cây dáng hương vàng. Hiện nay trên thị trường bị lừa đảo quá nhiều. Vườn em cũng nghe nhiều khách hàng phản hồi, cho nên là em cũng gọi điện trực tiếp cho các bác. Nhiều bà con mình vất quá, cuối cùng là không phân biệt được cây dáng hương huyết và dáng hương vàng. Đây là một trong những hai loại cây sau này con lâm nghiệp có thể lấy gỗ, nhưng hương huyết là một trong loại gỗ cực kỳ quý. Và nó là những cái cây mà thuộc dạng là gỗ gọi là giá thành siêu đắt. Để quay cho các bác chúng ta phân biệt tốt nhất, trước hết thì tôi sẽ quay cho các bác là cây hương vàng nó như thế nào, cây hương huyết nó như sẽ có hình ảnh như thế nào, để quay cho các bác xem. Để bây giờ tôi sẽ chuyển cam sau. Tôi là Biên, giám đốc trung tâm cây giống Tam Đảo, nhà điều hành trực tiếp, và tôi là nhà sáng lập trung tâm cây giống Tam Đảo. Rất hân hạnh khi được giới thiệu làm những video ngắn gửi tới bà con. Mắt các bác đang nhìn thấy ở đây là cây hương vàng, hay còn gọi là dáng hương vàng. Các bác có thể nhìn thấy cấu trúc lá của cây dáng hương vàng, nó rất là tròn. Đây. Nó rất là tròn như thế này. Đây. Đó. Và các bác nhìn này. Đây, cấu trúc cành nhánh của nó rất là thưa, không được dày. Cành nhánh thưa không được dày. Và lá của nó tròn. Lúc nào tròn xong bắt đầu là nó chỉ xuất hiện một lớp đuôi nhỏ như này, chứ còn nếu mà hương huyết thì nó sẽ thuôn dài ra. Một tí nữa tôi sẽ quay cho các bác về xem cây hương huyết nó như thế nào. Đấy. Còn dáng hương vàng các bác nhìn này, lá nó cứ tròn như thế này. Thậm chí tròn như chữ O luôn. Nó gọi là dáng hương vàng, quên mất. Dáng hương vàng nó cứ tròn như cái chữ O như thế này. Đấy các bác nhìn này. Và cấu trúc lá rất là mỏng manh, nó không được dày, lá mỏng lắm đây. Mỏng. Đấy. Và đây là hương vàng nhé, dáng hương vàng. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang cho các bác xem hình ảnh thực tế nhất cây hương huyết. Về góc nhìn của cái cây hương huyết thì các bác có thể nhìn thấy ở đây. Đối với lá của hương huyết thì nó dài hơn. Nó dài và nó dày, rất là cứng. Và cấu trúc đường gân lá rất là dày dặn. Lá từ cái cành, cái tán của nó ra hai bên ngọn, đây các bác nhìn thấy này, là cũng sẽ dày hơn rất nhiều so với hương vàng, hay còn gọi là dáng hương vàng. Đối với cây hương huyết như này, các bác nhìn cái phân bố cành của nó, từ cành con đến cành già hay cấu trúc lá đều rất là dày. Lá gập xuống dưới. Đó. Và các bác nhìn cái đường thuôn lá của nó rất là dài, đây thân cây như này. Đối với cây giống hương huyết thì thưa với các bác là trên thị trường cũng ít đơn vị làm được. Bởi vì cây này ươm nó cũng hơi vất. Mặc dù nó là cây họ đậu, lẽ ra ươm rất là dễ. Nhưng mà cái quá trình mà thu lượm hạt từ những cây bố mẹ lâu năm á, thì thường là không có nhiều. Chính vì vậy là các bác, cái video này tôi muốn mong muốn là các bác phải phân biệt được là cái lá của cây hương huyết và lá của cái cây dáng hương vàng. Đây là các bác nhìn cấu trúc lá nó rất là khác hoàn toàn so với cái cây dáng hương vàng. Trong viết video này thì hôm nay tôi muốn gửi tới cho các bác những hình ảnh thực tế nhất để các bác nắm bắt được. Đó, đây là cái lá và cấu trúc phân tán phân cành của cây dáng hương huyết. Còn là dáng hương vàng thì lá nó tròn tròn vón cục tròn lại, thì đó là cây dáng hương vàng. Tuy nhiên thì đối với gỗ thì hương huyết thì vẫn được nhiều người ưa chuộng hơn, bởi vì là cái gỗ nó tốt hơn, chắc hơn, nặng hơn, thậm chí là đường vân của nó đẹp hơn và giá trị ở bên ngoài cũng cao hơn rất nhiều so với dáng hương vàng. Đây là cái hình ảnh thực tế nhất. Và thông qua video này các bác thấy hay, các bác ấn đăng ký kênh ủng hộ cho em Biên. Tôi là nhà sáng lập trung tâm cây giống Tam Đảo, giám đốc điều hành trực tiếp trung tâm, cũng là người hàng ngày làm những video phân tích về từng cấu trúc lá cũng như các loại cây giống, cây lâm nghiệp gỗ quý cho các bác. Hy vọng là chúng ta có những cái kết hợp sớm, và những cái các bác có nhu cầu mua thì cứ gọi liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0946301497 để mua cây giống dáng hương huyết hoặc tất cả những loại cây lâm nghiệp gỗ quý. Xin cảm ơn bà con rất nhiều đã theo dõi kênh YouTube và ủng hộ tôi trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là các doanh nghiệp đã quan tâm tôi là Biên. Xin cảm ơn rất nhiều.